Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay Phạm Thức Audio ngày 14 tháng 4 xin được kính chào quý vị và các bạn và sẽ báo giá trong ngày hôm nay một số sản phẩm EQ cũng như âm ly mà hàng bãi bên em vừa mới cập bến. Thì trước mắt quý vị các bạn là một đống hàng vừa mới gỡ ra. Hàng này là hàng nguyên chất bãi nên là chưa vệ sinh một chút nào, nên là có sự bẩn, bụi bẩn là có. Còn sau khi vệ sinh sạch sẽ, đẹp thì anh em sẽ được thưởng thức cái ngoại hình của nó rất đẹp. Còn đồ mà để mấy chục năm đến bây giờ thì nó sẽ là như thế này. Cụ thể quay rõ cận cảnh cho anh em xem. Và tiện thể đây ngày hôm nay em cũng sẽ báo giá cho anh em, là sau khi báo giá luôn cho anh em là giá của sản phẩm sau khi vệ sinh xong là giá nó là như thế nào. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến bên em nhé. Số điện thoại của em này và địa chỉ của bên em hiện tại bây giờ đang tạm thời là 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Đầu tiên thì xin giới thiệu đến quý vị các bạn, đây là chiếc EQ Victor. Đây là chiếc lọc xì EQ Victor. Đấy, mã của nó là CA66. Đấy, bằng dính keo đây. Đèn nó có đèn đầu cần này. Đấy, con này được thiết kế với khổ 43 và có đèn mưa bên cạnh. Dòng này tiếng rất tốt luôn nhá, đượm tiếng luôn. Đấy. Đấy. Con này giá là xin phép báo với anh em là 4,5 triệu. Chiếc lọc xì Victor CA33. Hôm trước em có hai con đấy, thì hôm nay lại về thêm con nữa. Đẹp luôn này. Con này thì xin báo giá lên anh em là giá là đồng thể là 3,3 triệu. Bên dưới này là có một chiếc EQ Victor 70. Chiếc lọc này chưa dùng một chút nào luôn. Anh em nhìn này, nó còn nguyên trong giấy bóng. Giấy bóng này là giấy bóng của nhà sản xuất. Đấy. Chưa sử dụng một chút nào. Đấy, đẹp lung linh. Còn Victor này thì em xin công bố giá với anh em là giá là 8 triệu nhá, CA70. Đồng thời bên dưới em cũng có một con nữa đây, Victor 70 bên dưới này. Đấy, con này cũng đẹp, chả thua kém gì, nhưng mà nó không có trong túi bóng. Thì con này là 7,8 triệu. Bên trên này là chiếc Victor CR7 mà hôm vừa rồi cũng nhiều anh hỏi em đấy, nhiều bác hỏi em. Lô này về rất tiếc là không có Victor CR80. Thì Victor CR7 thì dòng này nó quá nổi tiếng rồi. Thì con này thì bên em xin báo giá với anh em là 9,6 triệu. Máy đẹp lung linh này. Captro vẫn còn nguyên. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Bên dưới này thì là sản phẩm EQ Victor CR60. Đấy. 60 chứ không phải là 40 nhá. Con 40 với con 60 nó khác nhau. Mà con 40 giá thị trường đang bán là nó đã rơi vào chừng tầm 5 triệu rồi. Con này nó là cần gạt kép này. Đây, giải tần của nó cũng xuống đến 31,5 Hz. Và giải tần siêu cao của nó là 16.000 Hz. Đấy. Thì cái dòng này của nó là cần gạt kép, có nghĩa là một cần gạt này nó chỉnh cho cả hai vế luôn, chứ không phải là nó ít cần gạt. Và bên cạnh này của nó được thiết kế một cái đèn. Đấy là đèn giống của đèn của 80 đấy. Nếu như con EQ Victor 80 mà bị cháy đèn ấy, có thể bê cái bộ này đặt sang. Ok. Thì chiếc lọc xì 60 này thì bên em xin phép được báo giá đến quý vị và các bạn là giá của nó là 5,8 triệu nhá. 5,8 triệu một chiếc. Đấy, em có hai chiếc. Hình như có một chiếc bị thiếu mất cái đầu cần, để em tìm, nếu không có thì em sẽ bán giá khác. Victor 7070 có một con này. Đây. Về này. Trên nhà trên còn ba con nữa. Hôm nay còn một con, hôm nay về nó về một con. Đấy. 7070 thì bên em báo giá là 9,3 triệu, hàng đẹp xuất sắc. Đấy. Còn nếu như nó bị xước sát như nào thì mình sẽ bớt tiền đi sau. Âm ly săn xui 9,900 một con, khủng long bạo chúa. Tiếng chất âm đẳng cấp luôn, có nút min. Quánh được bất chấp tất cả các loại loa bởi vì công suất nó rất khủng. Đấy. Đây. Cổng cắm của nó biến hồng. À, công suất của nó là 180W là công suất tiêu thụ nha, không phải công suất xa máy đâu nha. Đấy. Chiếc âm ly này bên em xin phép được báo giá là 10,200 triệu nha, 10,200 triệu. Còn bên dưới này là chiếc đờ non PMA1090. Đấy. Đây, nó còn nguyên cả cái tấm meca này. Anh em nhìn, tấm meca để chụp rắc, chống mát khi mà cắm rắc nó luồn sợ mát vào sườn. Con này công suất của nó là 250W, đập chết đờ nông 890D.
890D nó chỉ hơn con này ở cái là nó còn có chuyển đổi quang, còn con này nó sẽ không có chuyển đổi quang, nhưng nó có rắc. Đây, rắc này gọi là rắc cam nông, dùng để đánh. Đây. Rất xịn sò luôn. Nếu như mà mình có một cái giải mã tốt đưa vào hoặc một cái CD tốt thì 1090 nó là một sản phẩm tốt hơn con 890DG. Đấy, mặt vàng ươm, hai hồi gỗ hai bên xịn sò luôn, đẹp lung linh. Thì con này xin được báo giá với anh em là 15.500.000. Tiếp theo thì bên này có mấy con quai cỏ, đống quai cỏ bên này. Nhưng cũng không hề cỏ. Con Chio GE52 khổ 42. Đấy. Có đèn đầu cần. Con này thì bên em xin phép được báo giá với anh em là giá của nó là 3.200.000. Chốt nhanh nhá. Còn Sony GSEQ11 khổ 43. Đấy, chiều cao của thằng này thì nó rơi vào khoảng tầm 10 phân. Đấy, thằng bên trên này nhá là 11. 11 thì giá của nó là 3.800.000. Còn con bên dưới này là con GE9 mỏng hơn so với con trên khoảng chừng tầm phân rưỡi, thì con này giá của nó là 3.300.000. Chio GE9X con này giá thị trường cao phết đấy, thấy bảo toàn 6.000.000, hơn 6.000.000 bởi vì tiếng tốt mà. Thì con này bên em xin phép được báo giá với anh em là con Chio này em bán ra với giá 4.800.000 một chiếc, em có 3 chiếc, anh em nào lấy trước thì có nước trong. EQ Sansui RG7 đây là một sản phẩm này có đèn đèn bóng ở chữa giữa. Thì chiếc lọc này thì bên em xin phép được báo giá với anh em là bán nhanh là chỉ có, bởi vì nó có 5 giải tần, con này là cỏ mà. Thì con này bên em báo giá với anh em là 2.200.000 một chiếc. Đấy, bán thanh lý hữu nghị có 2 chiếc nhá. Đây một chiếc này. Vật trên này một chiếc, anh em nào mua nhanh thì được nhanh. Yamaha GE60 đây là một sản phẩm đẳng cấp của Yamaha về chất âm, chất tiếng, kể cả về hình thức nhá. Và có cả nút cần gạt to nhỏ. Đấy. Thì chiếc lọc này thì quá hay rồi, anh em tra mạng thì sẽ biết và giá quá nổi tiếng, con này rất hiếm luôn nhá. Con này thì em xin báo giá với anh em là giá là 5.000.000. Trên thị trường có những nơi bán con này đến 7.500.000. Tiếp theo bên dưới nữa là con Technic QSH8045. Thì con này là 12 giải tần một vế, nó mỏng thôi nhưng nó rất gấu bởi vì nó đủ chi tiết. Nó không thiên về trang trí, nó làm mỏng. Đấy, 4.5. Rộng của nó là 43. Đấy, tiếng con này rất tốt luôn nhá. Thì con này em xin phép báo giá với anh em là giá là 3.300.000. Và bên dưới đây là một sản phẩm gấu của Technic đây. Technic SH8055. Đây là một sản phẩm thì cực kỳ anh em, nhiều anh em chơi audio biết quai này thì đều chơi con này rồi, đều biết con này, tiếng của nó dã man luôn. Về dòng Technic tiếng của nó rất tốt. Cần cơ, màn hình hiển thị bên cạnh là màu trắng xanh, đẹp lắm. Con này thì giá thị trường thì nhiều nơi chót vót lắm. Nhưng mà bên em cũng xin báo với anh em là giá đẹp, giá dạng người, giá là 6.700.000. 6.800.000 chiếc lọc này. Số đẹp, giá đẹp nha. Đấy, đấy là tổng. À đây. Có một con Pioneer 8009. Con này có cả tuner nhá. Có cả tuner nữa. Giá tổng thể của nó cả tuner thì âm ly thì là 4.6 triệu. Tuner thì là 1.89 triệu. Thì là 1.5 triệu đi. 1.5 triệu cộng 4.6 triệu nó rơi vào 6.000.000. Đấy, cả bộ tuner của 8009, sò Toshiba chữ đỏ. Rồi, thank you anh em đã xem và ủng hộ. Anh em nào chốt thì liên hệ đến bên em nhé. Đặt cọc thì bọn em sẽ giải quyết cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thượng Audio.